sưu tâm những giò hoa lan rừng thuần quỷ thì cả nhà mình nhớ theo dõi trang Facebook anh em nha. Em lên rất là thường xuyên những cái giò hoa lan thuần quỷ như thế này. Đây là một cái giò hoa lan đùi gà nha cả nhà, giá 1.350.000 nè. Đó, hoa lan đùi gà chưa bao gồm phí ship cả nhà ha. Còn đây là dẻ hạt nè và hoàng phi hạt. Phiên hôm nay thì em đã lựa lên gần 40 mã hàng cả nhà ơi. Em lên gần 40 mã nha. Từ cái giá vài chục ngàn cho cả nhà mình cho tới những cái giò 500-700 hay hơn triệu cũng có. Thì rất là đa dạng cho cả nhà mình luôn. Theo dõi và yêu thích cái mã nào thì cả nhà mình nhắn cho em liền ha. Cái này là dẻ hạt rừng nè, đang lên mầm khủy như thế này. Em bán cho cả nhà mình combo 4 chậu 100 ngàn cả nhà ha. Đây em đang có cũng nhiều đó cả nhà. Em đang có tầm 30-40 chậu, 100 ngàn 4 chậu mầm gốc nha cả nhà. Mầm gốc nên lên rất là khủy luôn, 100 ngàn 4 chậu. Về cả nhà mình có thể mình sang chậu rất là dễ nha. Sang chậu chỉ cần bóp quanh chậu là sang được thôi, cây thuần khỏe cho cả nhà mình. Rồi tiếp theo cái đây là dẻ hạt bụi này cả nhà ơi. Nó sẽ có rất là nhiều thân. Về nhà cả nhà mình có thể sang chậu hoặc gộp lại để được một cái giò hoa lan đẹp nè. Cái này thì Z2, hai chậu này giá cũng có 100 ngàn thôi. Z2 100 ngàn hai chậu. 100 ngàn. Đây nè cả nhà. Những cái mẻ đây cả nhà mình nè, muốn về sang chậu rất là dễ. Tại vì cây bên em là cây trồng thuần, cả nhà mình yên tâm ha. Cứ bóp quanh chậu và bóp mạnh đi. Và nắm vào những cái thân chắc khỏe một chút. Đó, cả nhà xem nè. Đó, đen như bộ wow. Đây ha cả nhà ha, bộ rễ rất là khỏe đó. Cả nhà mình muốn sang chậu rất là dễ. Sang nguyên cái bầu này cho em, sang vào cái chậu mới. Còn nếu mà cái chậu to thì cả nhà mình có thể mình chèn thêm than hoặc vỏ thông xung quanh là được nha. Chèn cho chặt chậu là ok luôn rồi. Còn cây thuần khỏe cả nhà mình về chăm sóc yên tâm nha. Rồi tiếp theo Z3. Cái này là hoa lan chuỗi ngọc cả nhà ha, 130 ngàn một chậu. Z3 một cây đã thuần khỏe nha. Đó, về cả nhà mình có muốn sang chậu thì cái thao tác như em vừa hướng dẫn ha, 130 ngàn đang lên mầm cực kỳ khỏe cho cả nhà mình luôn. Chuỗi ngọc thì hoa nó rất là đẹp ha, hoa rất là đẹp và mỹ miều, rất đáng để sưu tầm dòng hoa lan chuỗi ngọc đó cả nhà. Rồi tiếp theo Z4, cái này là hương vani nè, vani nha cả nhà, giá 120 ngàn một chậu. Z4 vani 120, 120 ngàn. Anh chị mình sưu tầm cái dòng này, cái mùi hương nó nhẹ nhàng như hương vani á, nên nó sẽ có cái tên nó mang theo cái đặc trưng của nó như vậy. Rồi Z5, mẻ này là 160 ngàn cả nhà ha, 160. Cây đang nụ. Hương vani đang cồi nụ á cả nhà, đang có vài nụ đó đang cồi lên đó cả nhà ơi, hương vani nha. Anh chị nào mình sưu tầm và chuẩn bị mình được ngắm mình thưởng được cái mặt hoa của nó thì cả nhà mình sưu tầm ha. Rồi Z6 nè, Z6 đây cũng là một cái giò hương vani luôn. Giò này thì cây cao khỏe và nhiều mầm hơn này cả nhà ha. Và em thấy thì những cái mắt nụ nó đang sưng rồi nè cả nhà. Đây nè. Nó là cũng thuộc dạng dòng thân thông cả nhà ha. Đó, mắt nụ đang sưng luôn rồi. Rồi Z6 220 nghe. Z6 220. Rồi tiếp theo Z7 nè. Z7 cái này là một cái giò quê trắng tháng 8 cả nhà ha. Quê trắng tháng 8, giá của nó là 280 nghe. Quê trắng tháng 8 lá xếp cả nhà ha. Đây nè, cả nhà xem form cây nè, một chậu như thế này giá 280 nghe. 280 cả nhà ơi. Rồi tiếp theo quê trắng tháng 8 nữa nè. Mẹ Z8 này. Nó đang có một cái nó đang cồi nụ này cả nhà. Cả nhà thấy không? Nó đang cồi nụ lên. Đó, từ cái giai đoạn cồi nụ được cho đến lúc cho hoa thì nó cũng khoảng mất tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi đó cả nhà ha. Rồi Z8 quê trắng này cả nhà, 220 nghe. Đó, Z8 220. Anh chị nào mình sưu tầm thì sẵn nó đang có nụ đó thì có thể cả nhà mình cũng sắp có hoa ngắm rồi. Nhưng mà không riêng gì thân nó đâu, những thân khác là nó cũng sẽ lên nụ nha cả nhà. Một số cây thì nó sẽ đi nụ sớm á. Rồi cái giò này quê trắng nè, nó có một cái thân lá này, nó có một cái thân này vào thì nó em thấy nó hơi giống cái tam bảo sắc, chỉ có một thân đây thôi cả nhà ha. Lưu ý giùm em cái chậu này chỉ có một thân đây thôi, em thấy nó hơi giống tam bảo sắc. Nên thôi em bán cái chậu này bán rẻ nè, 230 ngàn một chậu này cho cả nhà mình sưu tầm nha. Cái còn những cây này còn lại là quế trắng tháng 8 nha cả nhà, quế trắng tháng 8 rừng Cờ Bang Gia Lai. Rồi 290 ngàn. Rồi Z10 nè, Z10 quế trắng tháng 8 cả nhà ơi, form cây như thế này và đang có nụ này cả nhà. Đó, nó đã mới cồi nụ lên được một khúc này cỡ tầm chắc 1 đến 2 cm. Rồi 280 ngàn mã Z10 cả nhà ơi, cây mẹ nè, để cây con ở dưới gốc nè, form cây rất là ok luôn rồi. 280 quê trắng tháng 8. Rồi tiếp theo một cái giò quê trắng tháng 8 nữa nè cả nhà ơi, cây xếp đẹp ha. Một cái giò đây cả nhà xem nè, ghép trên một cái chậu gỗ thuần khỏe lâu năm cho cả nhà mình luôn, nhìn rất là xanh ha. Rồi Z11 giò này 1.600.000 ngàn, quê trắng tháng 8 cả nhà xem nè, 1.600.000, quê trắng tháng 8 đang có nụ luôn cho cả nhà mình luôn. Em đang thấy một thân đây đang nụ, thân bên đây cũng đang có nụ luôn nè cả nhà. Đó, thân bên đây cũng đang có nụ nè, đây này cả nhà, ngay ngón tay em nè.
thân giữa cũng có nữa. Ồ, cái giò này cũng khá là tiềm năng cả nhà ha, đang khá rất là khá tiềm năng và tròn đều, toàn bộ đều là những cây cả nhà xem này. Em sẽ bỏ tay vô cho cả nhà mình ăn chân được cái phong cây ha. Đó, cây đang thuần khỏe rất là ok luôn. Rồi Z11 1.600.000, quê trắng tháng 8. Quê trắng tháng 8 nha cả nhà ha. Rồi tiếp theo, kiều vuông cho cả nhà mình đây, hoa lan kiều vuông. Kiều vuông một cái dòng hoa rất là thơm đó cả nhà ơi, hoa trắng họng vàng rất là thơm. Giá thì chỉ có 150.000 một chậu thôi cả nhà ạ. 150.000 cây đã thuần khỏe ha, mã Z12. Đó, như những cái chậu này nè cả nhà mình, về thao tác sang chậu nó cũng rất là dễ. Toàn bộ những cây như thế này á, cây thuần khỏe thì cả nhà mình yên tâm, em báo cho cả nhà mình cây thuần khỏe cứ bóp quanh chậu giúp em nè. Đó, tại vì là trồng lâu năm, rễ nè, giá thể này nó cứ bám chặt vào trong chậu, cả nhà mình bóp mạnh vào, đó nó sẽ rớt một phần giá thể thôi, không vấn đề gì hết. Nắm vào những cái thân chặt. Trời ơi cả nhà xem nè. Không cần phải lo lắng gì hết, em đã bảo là những cái giò này là cây thuần khỏe lâu năm cho cả nhà mình muốn sang chậu rất là dễ nha. Đó, chiền thêm giá thể thêm vào là được ok cả nhà ha. Giá thì chỉ có 150.000, tại vì cả nhà biết sao, nó trong cái chậu đó không nhìn được bộ rễ thì em cũng bóc cho cả nhà mình xem. Còn cây không vấn đề gì hết, còn những cái bộ chậu như thế này nè, ngắm rễ nhìn rất là thích ha. Rồi, mã Z23. Kiều vuông chậu sum hơn 200.000 một chậu cả nhà ha. Kiều vuông 200.000 một chậu. Kiều vuông là một cái dòng hoa lan, hoa rất là thơm và riêng cái dòng này nó lại dễ cho hoa cả nhà nha, dễ cho hoa. Nó nở hoa thì tùy vào thời tiết thì nó sẽ nở từ tháng 1 tháng 2 cả nhà. Rồi tiếp theo giò kiều vuông thuần chậu gỗ nè, mã Z14 cả nhà ơi. Cả nhà ha, xem nè, bộ rễ nè, rất là khỏe luôn, cực kỳ khỏe. Rồi Z14 590.000. Z14 590 một giò em cầm cho cả nhà mình có thể án chân được hơn 590.000, cây đã thuần khỏe. Tiếp theo này em đang có một cặp Hải Yến, em đang còn hai chậu cuối cùng mà. Hai chậu cuối cùng thôi ạ. Anh chị nào mình nhanh tay mình sưu tầm thì mình chốt nha. Hai chậu này giá 190.000 mã Z15. Z15 hai chậu Hải Yến cả nhà ơi, sưu tầm ha. Hoa chậu như thế này, 190.000 hai chậu. Một mẻ cuối cùng luôn rồi nên em sale, nên là anh chị nào mình sưu tầm thì cả nhà mình tranh thủ ha, cuối cùng luôn rồi. Em sale rẻ cho cả nhà ạ. Rồi mẻ Z16 này, cái này năm cánh trắng Phú Thọ, em cũng còn hai chậu. Đang có nụ và đang lên mầm như thế này. Rồi một Z16 150.000 hai chậu cả nhà ha. Đây nè, 150.000 nó có một cái thân nó đang hoa ấy, tại vì nó nặng quá cả nhà, nó bị quụp ngay gốc đây nè. Đó, hai thân này nó bị quụp cái thân hoa, nó vẫn sẽ cho hoa bình thường, không ảnh hưởng gì hết nha. Còn mầm gốc thì đảm bảo thuần khỏe, khỏe lên khỏe cho cả nhà mình luôn. Em sale rỉ cho cả nhà mình sưu tầm 150.000 hai chậu ạ. 150.000 hai chậu. Nó còn cái mầm hoa thì nó đang nụ mà nó bị quụp cái thân thì nó vẫn cho hoa bình thường nha cả nhà. Vẫn cho hoa bình thường, còn mầm gốc thì đảm bảo đang khỏe cho cả nhà mình. Rồi Z17 150.000. Đó, như đây nữa nè cả nhà. Nó nặng quá. Cái dòng dễ hay nó nặng quá hay bị quụp thân. Đó, bên đây còn nụ và mầm gốc đang lên khỏe nè. Chủ yếu cả nhà mình xem cái lượt mầm gốc lên đẹp ha. Rồi 150.000 mã Z17 nè, hai chậu cả nhà ơi. Đó, cả nhà mình tranh thủ mình gộp đơn nha. Rồi tiếp theo tam bảo sắc nè, Z18. Cục tam bảo sắc này giá 250.000. Đó, anh chị nào mình sưu tầm tam bảo sắc ha. Một giò ghép trên gỗ cả nhà xem, bộ rễ nè, rất là khỏe luôn ha. Z18 250. Như những cục như thế này nè cả nhà, ở phía ship 40.000 thì em cũng đã hỗ trợ cho cả nhà mình. Ghép trên những cục gỗ nó to và nặng á thì cả nhà mình có thể mình gộp đơn. Những cái nào thì gộp được một thùng thì em sẽ gộp cho cả nhà. Phía ship cũng vẫn 40. Còn phần thiếu thì em hỗ trợ ha. Vui vẻ cho cả nhà mình luôn. Rồi Z19 nè, tam bảo sắc luôn cả nhà ơi, đang đi lá rất là khỏe đẹp nè, đang đi lá rất là ok luôn. Còn những cái lá chân thì cái lá từ hàng rừng về thì cả nhà cũng biết rồi ha. Rồi Z19 270.000 cho một cái giò tam bảo sắc như thế này. Thuần khỏe đang đi lá rất là bóng mượt luôn cả nhà ơi, Z19. Rồi Z20 cũng là tam bảo sắc luôn nha cả nhà. Z20 tam bảo sắc, cái cục này giá 350.000. 350 tam bảo sắc, cây đã thuần khỏe nha cả nhà. Dòng rễ gió thì cây rất rất là khỏe luôn. Cả nhà xem nè, cây đang đi lá ngọn rất là bóng khỏe luôn ha. Rồi 350 Z20 ghép trên một cái cục gỗ, cả nhà xem nè. Cái cục gỗ rất là to và nặng như thế này nè cả nhà, rất là giá trị ha. Ghép gỗ thì cả nhà mình chơi được rất là lâu, ghép gỗ nó bền lắm cả nhà. Rồi tiếp theo Z21 nè, tam bảo sắc, cái giò này thì nó ghép theo kiểu tròn đều cả nhà ơi. Ghép gỗ theo kiểu tròn đều và phong cây này cả nha. Phong cây to đẹp ha, phong cây to xếp rất là đẹp luôn. Rồi Z21 680.000,
Ghép 21, 680. 680 cả nhà ha. Đây nè, nó ghép theo cái kiểu, do cái này là cả nhà mình nó ghép theo trụ đứng á. Cái này nếu mà ở ngoài thì mình sẽ thấy cây nó đang vươn ra như thế này nè. Đó, cây rất là ok luôn rồi, 680.000 cả nhà ha. Phí ship 40.000. Em hỗ trợ cho cả nhà mình cho vui vẻ luôn. Tôi hỗ trợ như những cái giò đó phí ship cao lắm cả nhà. Rồi tiếp theo nè, ngân xuân rừng ha cả nhà. Ngân xuân rừng những giò như thế này, cả nhà mình sưu tầm đi. Tết tới là cả nhà mình đã có hoa chơi luôn rồi nha. Ngân xuân rừng, toàn bộ những cây đây là để thuần khỏe nè cả nhà xem nè. Đang đi lá ngọn rất là ok luôn ha. Một chậu của nó được 1, 2, 3, 4, 5 cây. Rồi giá 280.000 cho cái mã Z22. Z22, 280. Còn những cái lá chân đây nè. Đó, em sẽ quay cho cả nhà mình biết trước nè. Đó, những cái lá chân là những cái lá hàng từ rừng về, nó không có vấn đề gì hết, không ảnh hưởng vấn đề gì hết nha cả nhà, mình cứ để đó thôi, nó vẫn nuôi cây. Còn cây mình trồng thuần khỏe nè, nó đang đi lá ngọn này cả nhà, đang đi lá ngọn rất là ok ha. Những cái chậu như thế này cả nhà mình sưu tầm giá chỉ có 280.000, một cái chậu của nó được 5 cây thì cả nhà mình chăm tới Tết thì nó cho hoa, thì cái giá mình sưu tầm mình chăm sóc thì cũng rất là hợp lý đúng không cả nhà. Rồi em đang có Z23 nè, một cái chậu ngân xuân nữa ghép trên cục gỗ ha. Đây nè, cũng đang bắt đầu lá nè, lá đang đi rất là ok luôn nè. Rồi giá sưu tầm 280.000 nha cả nhà ơi. Z13 280.000 cả nhà, mình sưu tầm ha. Z23 cả nhà ơi, ghép trên cục gỗ, ghép tròn ha. Ngân xuân toàn bộ đều là hàng rừng nha cả nhà, bên em chuyên hàng rừng và chăm sóc từ ngân xuân cho các loại lan đều theo một cái độ hữu cơ như nhau, nên về nhà cả nhà mình chăm sóc rất là dễ ha. Cây thuần khủy ăn nắng nè. Rồi Z24 550 ngàn. Một cái giỏ như thế này nè, ghép trên chậu gỗ nè, đặt vào cục gỗ như thế này, cũng trồng thuần lên form rất là ok đó cả nhà ơi. Rồi 550.000 nha, 550 ngân xuân. Rồi tiếp theo em đang còn một cái giò ngân xuân nữa nè, Z25. Một cái giò ngân xuân nè, ghép trên một cái trụ gỗ, cây đã thuần khủy lâu cho cả nhà mình luôn. Cây đang thuần khủy rất là đẹp. Cái giò này mà cả nhà mình chăm sóc tới khi bung hoa thì lại rất là đẹp ha. Rồi ghép trên gỗ nó vừa có form cây rồi á. Rồi Z25 650 nghe. Z25 650 nghe. Cả nhà mình có thể mình xem form cây ha. Cây đang đi lá rất là ok luôn. Đó, cây nè, khai thác từ rừng về nè. Cả nhà xem nè, khai thác từ rừng về, form cây rất là khỏe luôn á. Rồi 650 nghe. Ghép cái cục gỗ nặng đó cả nhà. Cái cục gỗ nặng đó có cả nhà mình cứ tranh thủ mình sưu tầm, mỗi mã thì chỉ có một thôi, cả nhà mình có thể cứ chụp màn hình. Rồi Z26, đây là một cái trụ quế tím cả nhà ơi. Z26 một cái trụ quế tím như thế này, giá 1.050.000, khá là nặng luôn. Riêng cái mã này thì phí ship 80.000 đi cả nhà. Rồi em đỡ giùm chị chút đây nè. Ghép theo kiểu tròn đều cả nhà ơi, dưới thì có một số loại lan nè, đó lá le ra rất là ok, nhìn nó rất là có hồn ha. Ghép theo kiểu tròn đều nè, trụ gỗ ở dưới là một cái thớt nha cả nhà. Trên trụ gỗ ở dưới lại là một cái thớt, nó rất là hài hòa luôn. Rồi Z26 do nó nặng ha cả nhà, do nó nặng đó cả nhà. Về cả nhà mình có thể mình đặt lên trên kệ cũng được, hoặc là cả nhà mình treo lên, đến khi có hoa mình có thể mình đem vào trong nhà. Rồi Z27 cái này là giả hạt nha cả nhà ơi, giả hạt rừng nè, giá 70.000 cục, giá cho cả nhà, giá thanh lý cho cả nhà mình sưu tầm. Z27 giá 70.000, đang đi mầm cho cả nhà mình luôn ha, đang đi mầm có 70.000 thôi. Đó, trên cục gỗ như thế này, về nhà cả nhà mình có muốn ghép thêm một cái loại lan gì vô cũng sẵn cái cục gỗ nó cũng rất là tiện. Rồi Z28 cục này 70 luôn cả nhà ơi, Z28 70.000. Z28 70. Giả hạt rừng đang đi mầm cho cả nhà ha, 70.000. Rồi Z29 nè, Z29 80.000, mà do có một cái thân đây cả nhà ơi. Cái thân này không biết vì lý do gì nó lại gãy mất, nên em sẽ báo cho cả nhà mình trước tình trạng cây ha. Còn những mầm còn lại đang rất là khỏe luôn. Rồi Z29 80.000 cả nhà. Z29 80.000. Z29 80 nha. Dễ hạt, cái dòng này là dòng thân thòng cả nhà ơi, nó còn dài và nó sẽ thòng xuống như thế này. Dễ hạt hay còn được gọi là phi điệp tím hoa, rất là thơm. Rồi Z30 cục này 100.000 nha. Z30 cục này 100.000. Cây đang đi mầm rất là khỏe đẹp luôn nha cả nhà mình ha. Z30. Rồi Z31 nè, cái này là vụ nữ nha cả nhà ơi, vụ nữ nè. Giá Z31 giá 220.000 thôi. Vụ nữ cho cả nhà mình sưu tầm nè. Cây đang rất là khỏe. Cái này là cây nói chung cả nhà mình à, bên vườn em thì chăm sóc hữu cơ cho cây ăn nắng cực kỳ khỏe, nên là cái form cái màu xanh của cây nó sẽ có màu là xanh xanh vàng vàng, và cây rất là đanh cây luôn á. Rồi tiếp theo cái này là hoàng phi hạt cả nhà ơi, Z32
290 ngàn cho một cái cục nè, ghép trên cục gỗ như thế này cả nhà xem nè, lực mầm đang lên nè, lực mầm đang lên rất là khỏe, cây lá bóng quá ha. Ok quá ạ, giá 290 cả nhà, 290 ngàn. Hoàng Phi Hạt, một cái dòng hoa lan rất là khỏe và hoa của nó thì rất là bền. Hoa nó thì mình chơi hoa cũng phải được tầm gần một tháng đó cả nhà, gần một tháng. Rồi, Z33, cái này là hoàng thảo xoắn cả nhà nha, hoàng thảo xoắn, cánh xoắn rất là đáng để sưu tầm luôn. Z33 giá 750 ngàn nè, mầm gốc đang lên đẻ lắm cả nhà ơi, mầm gốc đang lên nè. Rất là nhiều mầm gốc đang lên khỏe đẹp rồi. Z33 trên đây còn có kỳ cho cả nhà mình sưu tầm. Z33 750 ngàn. Hoàng thảo xoắn cái dòng này cũng khá là hiếm nha cả nhà ơi, cái cánh nó xoắn và cái màu của nó là vàng cam. Vàng cam nó đặc biệt lắm. Rồi anh chị nào mình còn muốn sưu tầm ngắm về mặt hoa tí nữa thì em sẽ bình luận lên, em sẽ bình luận lên hình ảnh cho cả nhà mình ngắm những cái giò hoàng thảo xoắn ở tại vườn em nha. Rồi Z34, cái này là quê trăng tháng 8 cả nhà ha, quê trăng tháng 8, Z34 giá 390 ngàn. Quê trăng tháng 8 này cả nhà ơi, đang thuần đi lá rất là đẹp ha. Còn những cái lá đây thì hàng rừng cả nhà nha. Đó, hàng rừng về, những cái lá chân từ hàng và rừng về thì nó sẽ như thế này, không vấn đề gì hết. Mình chăm sóc nó đi lá ngọn rất là đẹp và đáng thuần. Rồi 390 ngàn. Những cái giò như thế này thì cả nhà mình yên tâm, những cây này thì em thấy là nó rất là đâm cây rồi, có thể là cũng chuẩn bị cho hoa cho cả nhà mình ngắm luôn đó. Rồi Z35 nè, 420 ngàn. Trời ơi cả nhà nè, giò này phong cây đẹp quá ha, phong cây rất là đẹp, 420 ngàn. Đây nè, cái dòng rễ gió cả nhà ơi, nó hay lắm, nó cứ vươn mình ra nè, xong rồi nó hướng lên, nó vươn mình ra xong rồi nó hướng lên như thế này, nhìn nó rất là nghệ thuật luôn. Giá 420 ngàn. 420. Quế trắng ghép gỗ, một cái dòng quế hoa trắng khi nó mới nở thì nó sẽ có màu xanh cốm đó cả nhà, nhìn rất là xinh và hoa rất là thơm đó cả nhà ơi. Z36 370 ngàn cả nhà ơi. Z36 370 ngàn. Nó đang cùi cái nụ lên này cả nhà, nó đang cùi cái nụ lên như cái hạt gạo nè. Rồi 370 ngàn cho cả nhà mình sưu tầm ha. Z36 quế trắng tháng 8. Em lên những cái cục như thế này thì mỗi mã chỉ có một cả nhà mình lưu ý giúp em ha, mỗi mã chỉ có một, chụp màn hình hoặc là ai chốt cái mã nào thì nó sẽ hết cái mã đó, nên là yêu thích là mã nào thì cả nhà mình nhanh tay mình nhắn cho em nha. Rồi Z37, cái này quê trăng tháng 8 luôn nè cả nhà ơi, 580 ngàn. Z37 580 ngàn. Cái giò này nó cũng đang cồi nụ luôn đó cả nhà, giò này cũng đang có thân đang cồi nụ luôn đó, nãy em có dòm thấy đây nè cả nhà, nó đang cồi lên cái nụ nè. Đó, nó đang cồi cái nụ lên như thế này ha. Giá 580 nè. Đó, còn những cái thân khác thì có thể nó sẽ cồi lên sau nha cả nhà. Đó, những cái thân này nó sung, nó căng cây thì nó sẽ lên sớm. Rồi Z37 580 nghe, thuần cục gỗ đó cả nha. Rồi tiếp theo, giả hạt. Trời ơi cả nhà mình ơi, sưu tầm những cái giò như thế này nhìn nó rất là bắt mắt hơn, nhìn rất là thích luôn. Rồi Z38, một cái giò giả hạt nè, nó đang có rất là nhiều kỳ cả nhà, xem bộ rễ cực kỳ khỏe ha. Rất là nhiều kỳ, một ôm chậu tròn như thế này giá 350 ngàn à. Cả nhà mình sưu tầm ha. Z38 350 ngàn. Mình để như vậy luôn cũng đẹp cả nhà, mình để như vậy luôn cũng đẹp. Nhìn cái cây nó rất là đanh cây nè, cũng đẹp. Còn cả nhà mình muốn khai thác kỳ thì chỉ cần mình bẻ, mình lách ngược nó xuống thôi là nó là có thể là khai thác kỳ nó được rồi. Rồi Z39 nè, giá 390 ngàn. Z39 390. Rất là nhiều kỳ, rất là nhiều giống ở trên này, giá 390 ngàn cả nhà mình. Nếu mà mình thích thì mình có thể mình cứ để im như vậy đó, mình để im như vậy, mình ngắm cây, mình ngắm cái bộ rễ nó nhìn cũng rất là thích mắt luôn rồi. Rồi tiếp theo Z40 nè, 450 ngàn. Cái giò này Z40 450 ngàn, xanh luôn cả nhà ơi, rất là nhiều giống ở trên này, mầm gốc cũng nhiều này cả nhà, giò này mầm gốc rất là nhiều ha, kỳ cũng có nhiều luôn cho cả nhà mình, giá 450 ngàn. À, cả nhà mình tranh thủ mình gộp đơn ha. Rồi tiếp theo Z41 nè. Z41 em đang có một cái cục giả hạt này. Cục giả hạt này giá sưu tầm cho cả nhà mình đi, giá 290 ngàn cả nhà ha. 290 ngàn. Cái này thì nó thuộc là dòng thân thòng đó cả nhà. Mùa này đang đi mầm nè. Và cái này thì cũng có một thân. Một thân thì không biết sao nó lại bị gãy như thế này, nãy em mới có bấm, còn lại là những thân khác thì đang khỏe cả nhà ha, vẫn đang đi mầm. Cái giò này thì tròn đều lắm cả nha, giò này tròn đều lắm. Giá thì em chia sẻ cái giá rẻ thôi, giá 290 ngàn, mà do nó ghép trên trụ gỗ nặng á, phí ship 70 đi cả nha. Cái phần thiếu thì em hỗ trợ ha, 290 ngàn, phần thiếu thì em hỗ trợ cho cả nhà mình nha, vui vẻ.
Rồi chết 42, cái này là một cái giò hoa lan đùi gà cả nhà ơi. Đùi gà nè, hoa rất là đẹp, hoa tím đậm đẹp cho cả nhà mình ha. Chết 42 giá 1.350.000. Ghép 42 1.350.000. Nó ghép trên một cái chợ cái khúc gỗ cả nhà xem nè, để thuần lâu năm như thế này ha. Để thuần rất là khỏe lâu năm. Rồi giò này phí ship 70.000 luôn đi. Cái phần thiếu em hỗ trợ đây nè cả nhà xem nè. Đó em đứng thì em sẽ làm một ôm như thế này, nên là cả nhà mình có thể mình án chân được cái độ to của cây hay là cái độ sum của cây nha. Rồi tiếp theo cái mã cuối cùng đấy ạ. Mã cuối cùng. Cái này là hoàng phi hạt, mã ghép 43. Ghép 43 đang đi mầm rất là khỏe luôn cả nhà ha. Cái giò này xòe đẹp nè, đang đi mầm rất là khỏe luôn. Rồi giò này 1.350.000, 1.350.000. Ghép 43 1.350.000. Cả nhà mình ha, thuần ghép gỗ rồi cái phí ship 70.000 luôn đi, phần phí em hỗ trợ. Bên đây nè cả nhà xem nè, bên đây đang đi lực mầm nó đang lên nè. Đây nè, lực mầm đang đi lên rất là ok luôn đó ạ. Giá này cả nhà mình sưu tầm rồi, rất là hợp lý luôn. Phân bón đầy đủ cho cả nhà mình, về chỉ việc treo thôi. Và riêng những cái dòng ghép gỗ thì nó khi mình tưới nước thì nó sẽ nhanh trôi, nên cả nhà mình lưu ý mỗi lần tưới thì nên tưới đậm giúp em nha. Rồi yêu thích các bạn nào thì cả nhà mình nhắn liền, em sẽ tư vấn và chốt đơn nha. Em xin chào cả nhà ạ.